2 ca COVID-19 có bệnh lý nền nặng tử vong. Trước khi mắc COVID-19, những người này có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm như suy thận, hen phế quản, tăng huyết áp. Chiều ngày 20 tháng 6, tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 65 và 66. Ca tử vong thứ 65, BN4391, nam 53 tuổi, có địa chỉ ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Người này có tiền sử u lim bồ không Hodgkin từ tháng 9 năm 2020, đã điều trị hóa chất 9 đợt, cao huyết áp. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 khi đang điều trị tại khoa nội tạo huyết, bệnh viện ca cơ sở Tân Triều và được chuyển tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Ông được điều trị chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu và kháng sinh dinh dưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, tình trạng tổn thương phổi tiến triển tăng dần, bệnh nhân suy hô hấp, phải tiến hành đặt ống nội khí quản thở máy ngày 31 tháng 5. Bệnh nhân được xử trí hồi sức tích cực, thở máy theo chế độ bảo vệ phổi ARDS, kháng sinh, lọc máu hấp phụ Tokinia, kháng sinh phổ rộng liều cao kết hợp thuốc kháng nấm, chống đông, chống viêm corticoid, dinh dưỡng hỗ trợ và chăm sóc toàn diện. Trong quá trình điều trị, tình trạng hô hấp cải thiện chậm, ông được hội chẩn bởi chuyên gia Bộ Y tế, ý kiến chuyên khoa ung bướu, xác định tình trạng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân tử vong vào 5 giờ 25 phút ngày 19 tháng 6. Ông được chẩn đoán nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, COVID-19 trên bệnh nhân mắc u lim bồ không Hodgkin kháng trị, tăng huyết áp, suy thận. Ca tử vong thứ 66, BN6043, nam, 80 tuổi, có địa chỉ ở Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Người này có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ 2 và hen phế quản điều trị thường xuyên. Ngày 21 tháng 5, bệnh nhân xuất hiện ho và sốt nhẹ. Ngày 25 tháng 4, ông được chẩn đoán mắc COVID-19 và nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị một ngày, sau đó chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tình trạng tổn thương phổi tiến triển nhanh, bệnh nhân phải can thiệp đặt ống NKQ thở máy ngày 29 tháng 5. Người này được điều trị hồi sức tích cực, thở máy can thiệp VV-ECMO, lọc máu hấp thụ Tokinia, phối hợp kháng sinh phổ rộng, chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu, thuốc vận mạch nâng huyết áp, dinh dưỡng hỗ trợ và chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bệnh nhân không đáp ứng điều trị, suy đa tạng ngày một nặng. Ông tử vong lúc 18 giờ 42 phút ngày 19 tháng 6. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là suy đa tạng, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim, hen phế quản.